Chào mừng các bạn đến với kênh chăm sóc mẹ và trẻ em. Hôm nay em sẽ chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm của em về nuôi dạy con không nước mắt từ 0 đến 5 tháng tuổi. Hiện tại thì bé em đã được 5 tháng tuổi rồi. Và em sẽ chia sẻ cho các mẹ về cái kinh nghiệm thai giáo của em. Bé nhà em thì hiện tại thì đã được 5 tháng 3 tuần tuổi rồi. Và trong quá trình mà mang thai cũng như là đến khi sinh bé ra đến tận bây giờ thì bé rất là ngoan và không quấy khóc. Thì em nghĩ là từ những cái nhỏ nhặt mình luyện rèn luyện con từ lúc mà mới sinh ra rất là quan trọng, sẽ rèn cho bé một cái tính tự lập và không quấy khóc, không bám mẹ. Như các mẹ đã biết đấy, khi mà tâm lý của người mẹ mang thai ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của bé sau này, sau sinh. Thì các cụ nói cũng rất là đúng thôi, và khoa học cũng đã chứng minh rồi. Khi mà người mẹ mang thai tâm lý buồn, vui hay khóc thì em bé trong bụng mình cũng như thế. Khi mà mẹ buồn, mẹ khóc thì em bé ở trong bụng cũng buồn và cũng khóc theo mẹ. Đấy, khi mẹ vui thì em bé vui. Mình nhận thấy là mình cũng thấy rất là đúng theo kinh nghiệm của mình. Mình cũng ngậm nghiệm ra từ khi các mẹ khác. Ví dụ là mình có bà chị, trong quá trình mang thai chị chồng chị gặp bồ và chị rất buồn, suốt ngày khóc để ra đứa con. Thì từ lúc trong tháng ra đến 6 tháng khóc hoài à. Em bé lúc nào cũng khóc, và sinh ra tính có bản động đi nó khóc, đái ỉa cũng khóc. Đấy, mà mắt của em bé thì lúc nào cũng sưng lên, không có tươi tỉnh, mắt sưng lên. Đấy, nên là cái tâm lý mà mang thai rất là quan trọng. Em cũng vậy thôi. Trong quá trình mang thai thì tư tưởng rất thoải mái, chồng yêu thương và không có gì phải lo nghĩ hết. Ăn uống thì đủ chất, quan trọng là phải đủ chất. Tại vì các mẹ tưởng tượng khi em bé sinh ra không đủ chất, ốm đau, rồi là bệnh tật, ốm đau, mệt mỏi trong người khi mà không đủ chất. Các mẹ thiếu máu, các mẹ còn thấy là mình khó chịu, đau đầu, chân tay buồn, bực. Thế nhưng mà em bé cũng vậy, không đủ chất dinh dưỡng, thiếu máu chẳng, sinh ra vàng da hoặc là bị lanh, thì em bé cũng quấy khóc mẹ và mẹ nuôi sẽ rất là vất vả. Vì vậy, trong quá trình mang bầu các mẹ tuyệt đối không được tiếc tiền, phải ăn cho bạn, cho con mình. Mình đủ chất dinh dưỡng thì con mình mới phát triển đầy đủ và sinh ra không bị quấy khóc. Và tâm lý cũng luôn luôn phải vui vẻ. Khi các mẹ buồn thì hãy nén lại cái cảm xúc đấy và nên nghe nhạc để cho thư giãn. Khi mình buồn, ví dụ là mình gặp một cái chuyện gì rất là buồn chẳng hạn, thì các mẹ thì nên nghe nhạc cho tư tưởng thoải mái, tránh sự buồn rầu để mai này mình sinh con ra mình đỡ vất vả. Đấy, và em bé của mình tính cách của nó sẽ thoải mái, vui tươi. Và khi mà em sinh em bé ra thì trong tháng đầu tiên, ngay cả khi sinh ra em bé em cũng không khóc. À, có một cái điều mà có thể em nghĩ rất nhiều các mẹ thắc mắc về việc là em bé bị dây rốn cuốn cổ thì phải làm sao. Bé nhà em thì cũng bị dây rốn cuốn cổ 3 vòng. Thì sau đó thì gần đến ngày sinh thì em bé tở ra được còn 2 vòng. Tuy nhiên thì trong quá trình sinh thì sinh thường mà mỗi lần mà mình dặn đẻ thì cái dây rốn lại cuốn vào cổ của em bé rất là chặt, và lúc đấy thì em lại không nghe thấy nhịp tim của con nên rất là lo lắng. Thế là các mẹ nếu mà dây rốn cuốn cổ mà bác sĩ cho đẻ thường mình vẫn cứ đẻ thôi, nhưng mà các mẹ phải lưu ý đấy. Em thì nếu mà chậm một chút nữa chắc em bé bị ngạt mất. Mỗi lần dặn là cái dây rốn thắt vào cổ con lại không nghe thấy nhịp tim của con đâu cả, rất là lo lắng và hồi hộp. Và cuối cùng thì bố mẹ tròn con vuông. Trong tháng ấy thì bé nhà em không hề khóc một câu nào luôn. Đấy, không hề khóc các mẹ. Và em bé chỉ ăn với ngủ thôi. Em thì em tiêm mũi đẻ không đau, vì vậy mà em bị đau lưng mất 3 gần như là 2 tháng vẫn chưa khỏi thật. Trong tháng thì em cũng bị đau lưng mà không thể nào mà ngồi sinh thường đấy ạ, mà không thể nào mà ngồi dậy để cho con ti được cả, nên toàn phải ti nằm thôi. Thì em cũng thấy mình thật may mắn khi mà ti nằm như vậy, con không hề bám mẹ. Và em nghĩ là mình nên chia sẻ cho các mẹ cái kinh nghiệm mà
để nuôi con trong tháng không nước mắt. Các mẹ tưởng tượng là khi mà em bé no bụng và không ốm đau bệnh tật gì thì không có lý do gì để cho em bé khóc cả. Các mẹ nên lưu ý này, làm sao để biết con mình đói mà em nghĩ là nhiều mẹ sinh con lần đầu cho con ti không biết khi nào mà em bé đói cả. Và em cũng trong trường hợp đấy, và em nhận ra là cung em dạ dày của em bé rất là nhỏ đấy, em bé cứ ti xong em bé lại đái, và mỗi lần đái xong em bé lại đói. Và các mẹ nhớ là em bé sơ sinh khoảng tầm 3 tháng đầu tiên ấy, các mẹ ở nhà chăm mất việc chăm con ấy, thì đừng bao giờ để con mình đói cả, cứ tè một lần là mình cho con ti luôn. Như vậy thì bụng em bé lúc nào cũng no và không đến mức đói quá và để khóc. Một số mẹ như người bạn của mình ấy, bảo sao con không lớn được, con không lớn được là do gì? Do mẹ cứ đợi con quấy, con khóc, con cho tay vào mồm rồi con mút mút, à là khi đấy là con đói thế cho con ăn. Nhưng để cái mức độ mà con khóc con đòi ăn rồi ấy, thì khi đấy cái dạ dày của con nó không còn một cái gì nó trống trơn rồi, nên là con luôn gầy là đúng thôi. Khi mà không đủ chất dinh dưỡng trong cơ thể, khi đấy cơ thể sẽ tự lấy mỡ thừa ở trong cơ thể mình ấy, để mà làm năng lượng cho mình, cho nên em bé cứ tích được tí mỡ là thì lại đói quá lại cơ thể lại lấy ra để mà tiêu thụ hết. Cho nên các mẹ nên nhớ là con đái một lần cho con ti luôn, đừng bao giờ đợi con để cho con quấy khóc mình mới cho con ăn. Đấy là một cái điều nữa. Thứ hai là em bé nhà mình trong quá trình sinh ấy, thì trong quá trình mang bầu thì em bé mình cũng tự thoải mái, nên để con ra thì con cũng không quấy khóc gì, không khóc một chút nào luôn trong tháng. Các mẹ thường nói là con khóc không nước mắt, trẻ con sơ sinh khóc không có nước mắt, nhưng thực chất bé nhà mình cũng chẳng có câu eo gì luôn, ăn và ngủ, ăn và ngủ, ăn và ngủ đấy, tái ỉa không bao giờ khóc. Tại vì con lúc nào cũng no bụng này, lúc nào con cũng vui vẻ, là rất ngủ đấy rất hay cười đấy. Chắc có thể là do mang thai mình cười nhiều nên là con mình đẻ ra cũng hay cười, mơ ngủ cũng cười đấy. Ăn no ngủ kỹ làm sao lý do gì để khóc? Nếu trong trường hợp mà con khóc thì các mẹ phải xem là à con mình nó khóc, nếu mà nó không đói mình đã ăn no rồi thì có thể là do con khó chịu trong người, kiểm tra miệng con xem là có bị lanh gì không, bị mọc lanh hay là mụn trên đầu con có bị gì không. À có một cái điều nữa mà nuôi con trong tháng thì mình nghĩ các mẹ nên biết là các mẹ cho con ti xong đúng không ạ, các mẹ làm xa con ra, khi con ngủ đừng nằm gần, đừng ôm ấp con. Tại vì là trẻ con ở trong bụng nó cảm giác là nó quen hơi, nó cảm thấy được bao bọc xung quanh, được cảm giác được bảo vệ. Là các mẹ có một số mẹ sẽ nghĩ như vậy và sẽ luôn luôn ôm ấp con ở bên người, nhưng thực chất các mẹ làm như vậy mang lại các mẹ sẽ rất là vất vả, vì cái việc là con bám mẹ, các mẹ sẽ không làm được một bất kỳ một việc gì hết. Cho nên là các mẹ nhớ là khi mà các mẹ cho con ti xong này, các mẹ đặt con xuống và làm xa ra để con tự lập, có một cái tính tự lập là tự bảo vệ bản thân mình, nghĩa là sẽ quen dần. Có thể một thời gian đầu bé sẽ rất hay giật mình, nhưng các mẹ hãy để hai cái gối hai bên, gối chèn hình tròn đấy, các mẹ để hai bên cho con cảm thấy yên tâm, và các mẹ nằm xa ra. Theo mình nghĩ thì các mẹ lên cho con ti làm trong tháng đầu tiên, như vậy thì các mẹ sẽ không phải vất vả một chút nào hết. Các mẹ cho con ti làm, có em bé nhỏ sẽ rất là khó đúng không ạ, rất khó ti làm. Nhưng các mẹ nhớ này, khi mà các mẹ cho con ti làm này, hãy cố gắng để con nằm nghiêng, sau đó cho ti vào miệng con, các mẹ để một cái gối đầu nhỏ đằng sau lưng con để con nằm nghiêng ra, các mẹ cho con ti ti no rồi các mẹ dứt ra, các mẹ lại đứng dậy nằm xa chỗ con ra đấy. Như thế thì con sẽ không bám mẹ và sẽ không quen hơi mẹ, các mẹ sẽ rất là đỡ vất vả giống như em vậy. Các mẹ các sẽ không tin mà đến tận bây giờ năm tháng 3 tuần rồi, con của em ấy nó không thích bế, ôm ấp nó không thích đấy. Mẹ rất nhàn, cứ đặt con trên giường ti xong con nằm đấy, mẹ thích làm gì thì làm, không quấy khóc. Đến tháng đầu tiên có một cái điều nữa mà mình nghĩ các mẹ ở nông thôn cũng nên lưu ý là tắm cho con bằng nước lá. Các mẹ nhá, tắm cho con bằng nước, có lên tắm nước lá hay không? Theo em nghĩ như thế này này, các mẹ tắm nước lá cho con nhưng các mẹ vẫn phải mua xà bông về tắm cho con nhé. Các mẹ có thể mua Lactaci, em đang dùng loại Lactaci hoặc là Johnson Baby. Các mẹ
tắm nước lá ok, nếu mà các cụ mà cổ hủ quá thì mà cứ đòi tắm nước lá thì các mẹ ok nước lá, nhưng mà các mẹ phải tắm xà bông cho con nhá, thì nó mới sạch được cái gây, không thì nó không sạch được đâu. Bé nhà em đẻ ra không có gây, tại vì trong quá trình mang thai em ăn nhiều bưởi và uống nhiều nước dừa, con đẻ ra không có một tí gây nào, ai đến cũng khen là con không có gây. Thì mình nghĩ các mẹ mà nếu mà các mẹ không chịu uống nước ấy thì con sẽ rất nhiều gây luôn. Uống nước đầy đủ cho cơ thể một ngày 2 lít nước tối thiểu để cho cung cấp đủ, đủ nước uống cho con đấy. Và các mẹ đây nói quay lại cái việc tắm bằng nước lá cho con hay là không tắm, tắm nước lá cũng rất là tốt và mát. Các mẹ nếu mà có thể tắm nước chè xanh các mẹ, hoặc là những cái lá thì các cụ hay tắm đấy. Các mẹ đừng có nghĩ là tắm nước lá nó sạch nhá. Em thì em nhận thấy bản thân em như này, mẹ em cũng hay tắm nước lá cho con em, và em thấy là cái chậu mà mình tắm cho con ấy, sau khi tắm xong một lớp nó màu xanh nó bám vào cái chậu ấy, thì các mẹ tưởng tượng là con của mình tắm xong cái nước màu xanh nó còn bám vào cái chậu như vậy, thì liệu cái diệp lục nó có bám vào da của con mình không? Chắc chắn nó sẽ bám vào da của con mình, và nếu các mẹ không chám bằng nước lã đi ấy, sẽ bám vào da đấy, sẽ làm có thể là lâu nhiều quá nó sẽ thành tắc lỗ chân lông, nên là sẽ gây ra mụn. Nên các mẹ nhớ là tắm xong nước lá rồi các mẹ phải dội bằng nước trắng một lần nữa để cho nó sạch cái màu xanh cái điệp lục ở trên da của em bé nhá. Không cả tưởng tượng là 2 tháng liền mà các mẹ cứ tắm nước lá mà không tắm xà bông cho con sẽ không mà sạch được gây mà còn ốm thêm. Tại vì sao em nói như thế? Em có một bà chị, chị con chị bị lên kê. Thế nhưng mà tại vì bị mẹ mọi người nói là tắm xà bông không ưa, tại vì em cũng tắm xà bông con không được gì cả và rất là sạch sẽ luôn. Thế chị mới không xà bông trong vòng 1 tuần. Các mẹ biết nào, đầu của em bé phải giống như cái mùi hôi mà mình lâu ngày không tắm ấy, cái mùi hôi ở trên đầu mà hàng tháng hàng tuần không gội ấy. Xong cái lúc đầu của em bé lúc mà chưa tắm mà lúc mà mình bảo là tắm bằng xà bông ấy thì có đầu có rất là sạch không có gì, thế mà 1 tuần hơn 1 tuần mà không tắm bằng xà bông mà tắm nguyên nước lá ấy, đầu em bé lên rất nhiều mụn, càng lên mụn nhiều và rất nhiều gầu màu trắng như người lớn đấy, gầu mình gãi ra đầu rất nhiều gầu luôn. Nên là các mẹ để ý cái việc mà tắm có con bằng nước lá nhá. Hôm nào chị cũng mất 5.000 để đi mua lá tắm cho con đấy, nhưng mà không tắm xà bông, thành ra là người em bé lúc nào cũng nhớt nhát. Mà khổ, đầu lại còn nóng quá, tại lại còn lên mụn nữa, tại vì là đã bị lên kê rồi lại còn không sạch sẽ, đầu lại không sạch sẽ, lại càng lên mụn, cái việc mụn trên đầu lại càng trầm trọng hơn các mẹ. Đầu chị mụn trên đầu càng trầm trọng hơn, tại vì là không tắm, không gội bằng xà bông, đầu không sạch được, đã mụn, đã bị kê trên đầu, lại còn bít lỗ chân lông, lại càng kê, lại càng nặng hơn. Thế là mình sốt ruột có mình đi tắm. Thế là em tắm xong bằng xà bông mấy hôm em bé hết hết mụn trên đầu, hết gầu trên đầu, thế là khỏi. Nên là các mẹ lưu ý cái việc tắm bằng nước lá hay là không cho con nhé. Nếu mà phải tắm bằng lá ok, nước lá sẽ rất là mát, nhưng các mẹ phải tắm xà phòng cho con trong chậu và có nước lá đấy, để cho con sạch cái gây ở trong bụng đi, trên đầu, trên khắp người đi thì con mới ok chứ. Thứ hai là để giảm tình trạng mà con bị hăm, với các mẹ nhớ nhé, khi mà ngủ dậy các mẹ phải rửa, lấy nước ấm cho một ít muối vào rửa đít cho con, như vậy con sẽ không bao giờ bị hăm luôn. Mình thấy các mẹ, một số mẹ đăng ảnh lên Facebook con bị hăm phải làm sao. Các mẹ nhớ là phải rửa nước muối cho con buổi sáng trong vòng 2 tháng hoặc 3 tháng đầu tiên, ít nhất là như thế. Con mình 5 tháng rồi mình vẫn rửa thì con không bao giờ có triệu chứng bị hăm ở hai bẹn luôn và hăm cổ luôn. Các mẹ lưu ý cái điều đấy. Và rửa mặt cho con thì nhớ phải rửa cả cổ nữa để con không bị hăm cổ, tại vì thực ra thì các mẹ cho ti nghi nằm chả bao giờ con bị sữa vào cổ luôn, em thấy là như thế. À đấy, thứ hai là các mẹ nhớ này, bần cùng bất đắc dĩ các mẹ phải mới bế con vào lòng nhá. Chỉ khi mà một là con quấy, con khóc quá vì ốm đau trong người thì các mẹ ôm con, còn nếu mà bình thường ăn no rồi ngủ kỹ rồi mà khóc hoặc đòi bế các mẹ không bế cho em. Tại vì sao? Các mẹ cứ một trẻ con sơ sinh không, nó cũng biết đấy, khi các mẹ nó khóc vào được bế, khóc vào được bế, lần sau là cứ khóc khóc cho các mẹ để được bế, để được mẹ vỗ về. Nên các mẹ đừng có vội bế con lên người, đừng có vội ôm ấp con. Như em thì bé em trong tháng này không khóc rồi, tại vì là
ra tháng hai, là đợt 2 tháng ấy, thì con có đi tiêm phòng và bị sốt và em bế con 2 ngày liền. Bế tại vì là nó đặt chỗ là nó khóc mà nó quấy khóc nên phải bế. Thế xong thì con lại quen, những ngày sau con hết sốt rồi con quen cái kiểu được ôm ấp. Thế là lại phải rèn thôi, rèn bằng cách gì các mẹ biết không? Em rèn bằng cách là nếu mà con mà đòi bế ấy, các mẹ hãy gù lý con mà trêu con là lách hoặc là thơm con ấy, con sẽ quên, con sẽ hết 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 khóc luôn và cười luôn với mẹ. Khi mà cười như thì con sẽ quên ngay, chỉ cần 1 2 lần như vậy thôi. Hay là con cứ khóc vậy các mẹ, khoảng 2 3 phút sau các mẹ mới bế. Nó khóc càng phải phổi nên là các mẹ không sợ con khóc nhá. Đấy, thứ hai là cứ như vậy thôi, nên là 2 tháng mình cũng không, em bé cũng không khóc nhè luôn. Thì mọi người đến chơi thì tại vì là em cũng phải làm việc ở nhà mà, làm việc online là em cũng hay nói với mẹ em với các chị bảo là ôi con chả dám bế bé đâu, còn mai này nó quấy khóc con không làm được cái gì cả. Thế mọi người ở trong nhà thì cứ bảo là ui con là bé tí mà nó đã thiết quân luật từ lúc mới sơ sinh thế này, không biết mai này thế nào. Thực sự là đó có thành quả các mẹ, thiết quân luật từ lúc sơ sinh nhưng đến bây giờ 5 tháng rồi con vẫn không khóc, không quấy mẹ, không bám mẹ, nằm một mình chơi thoải mái, mua gà chữ A về chơi từ lúc hai bắt đầu sang tháng thứ hai đến tận bây giờ vẫn cứ chơi. Tại vì là cái tuổi từ 2 tháng với 3 tháng các con chỉ nhìn đồ chơi, con nhìn suốt được, cứ đái một lần các mẹ cho ti ăn no ngủ kỹ, không có lý do gì để khóc ốm cả đấy. Và một cái điều nữa là các mẹ nhớ là sau sinh vẫn phải bổ sung sắt nhá, bổ sung sắt sau sinh, các mẹ nhớ là uống thuốc sắt trong vòng 2 tháng. Đến được 2 tháng thì để tránh trường hợp thiếu máu, với lại ăn uống đầy đủ. Các mẹ có một số mẹ kiêng cá, các mẹ không ăn, không bổ sung vitamin D ấy, các mẹ lên uống thêm vitamin D nữa, canxi, để cho em bé đủ canxi đó. Tại vì một và các mẹ nhớ là buổi sáng sớm và buổi chiều muộn các mẹ nên cho con ra ngoài ngồi ánh sáng cũng được, chứ không như thế phải ánh nắng nhé, để con tổng hợp vitamin D, không thì con sẽ bị rụng tóc hình bánh khăn đấy ạ. Và em nhận thấy điều đấy rất là đúng. Các mẹ nhớ là cho con đi ra ngoài ánh sáng để cho con tổng hợp vitamin D để tránh trường hợp vàng da nhé. Đấy, mấy thứ nữa là các mẹ, em nghĩ là các mẹ nên mua giá chữ A để cho con chơi, sẽ kích thích cái bộ não bộ của trẻ, kích thích nhìn và các mẹ sẽ nhàn mình hơn. Giống như bé nhà em 2 tháng rồi, 3 tháng rồi, con không thích bế tại vì con không thích được ôm ấp, con tự do con quen rồi. Các mẹ sẽ thấy là trong thời gian mà từ 1 đến 3 tháng con sẽ hay bị giật mình, nhưng các mẹ đừng lo nhá, giật mình không sao cả, giật mình thì kệ con thôi. Như vậy thì con sẽ quen dần với cái thế giới bên ngoài. Đấy, trong bụng con vẫn giật mình như vậy mà, trong bụng em bé vẫn bị giật mình như vậy, nhưng bởi những tiếng động to ra ngoài cũng thế. Các mẹ đừng có sợ con giật mình mà ôm ấp con nhá, không cần thiết. Con giật mình phát con bỏng người bỏng tay xong con lại ngủ tiếp mà, nên không có mẹ không lo nhá. Chèn hai gối hai bên ấy, con sẽ ngoan và không bám mẹ, không thích bế. Các mẹ bế con cũng không thích đâu, bé nhà em 2 tháng rồi ai bế được cũng ưỡn ra, nó không thích bế, thích nằm hơn, thích bế. Nhưng mà có một cái điều nữa là bây giờ con lớn rồi, con được 3 tháng, con bắt đầu biết khóc, biết nhảy mẹ. Nhảy mẹ thì các mẹ cứ con đòi bế hoặc là con, à có một cái điều nữa mình nghĩ là lên chia sẻ cho các mẹ để rèn những em bé mà khi ngủ dậy mà quấy khóc. Thường thường các mẹ biết đấy, có những bé ngái ngủ khi ngủ mà ngủ dậy được 3 tháng trở đi hoặc là 2 tháng cũng vậy thôi, ngủ dậy là khóc, khóc đòi mẹ. Thực ra là từ cái điều nhỏ nhặt nhất các mẹ rèn luyện con thôi. Như em chẳng hạn, bé như em ngủ dậy 1 2 lần con có khóc, có khóc và mình sẽ chạy vào, nhưng mà con khóc các mẹ đứng từ xa, các mẹ nói mẹ đây rồi, mẹ đây rồi. Đấy, các mẹ đừng bế con nhá, không bế con. Ở bên cạnh con chắc chắn con ngủ dậy sẽ đái thay quần cho con, xong các mẹ trêu con, nói chuyện với con, bắt chuyện với con, cù ly con. Đấy, để cho con cười, con vui vẻ, con tỉnh ngủ luôn. Khi mà tỉnh ngủ thì có cái gì để mà bám vào để mà cắt cắt gỏng khi mà tỉnh giấc, đúng không các mẹ? Chỉ cần 3 lần như vậy thôi, em cũng lại 3 lần như thế thôi. Con em ngủ dậy không khóc, cười, hoặc là đợi lâu quá rồi chả thấy ai vào thì một câu a thật là to, là mẹ ơi, như kiểu là mẹ nói mẹ là con, mẹ ơi con đây rồi ấy. Đấy, nên là
Các mẹ nhớ đấy, khi mà con ngủ dậy đừng vội vàng bế con lên, bỏng con lên làm gì, con khóc kệ con. Con khóc thì mẹ nói thật to và nói cái trêu con, đùa con. Đấy. Và nếu mà trường hợp mà con khóc nhiều quá thì các mẹ phải xem lại xem là con bị thiếu chất gì không, có bị rụng tóc hình vành khăn không, có bị lên lanh lên sợi gì không các mẹ nhá. Mệt mỏi trong người, thiếu chất trong người mới khóc thôi, còn không bình thường không lý do gì mà khóc cả. Thời nhiệt độ lạnh quá hay nóng quá không, lên xem cái việc đấy. Đấy, thế thứ nữa là đấy chỉ những cái rất đơn giản thôi. Giờ dần bé nhà em bây giờ ngủ dậy 5 tháng rồi, ngủ dậy không bao giờ khóc nhè, ngủ dậy một mình nhìn xung quanh không thấy ai, a để mẹ chạy đến. Còn nếu mà không ngủ dậy con cứ chơi một mình, đái ỉa không bao giờ khóc. Đấy, mẹ thích làm gì thì làm, con cứ làm chơi với giá chữ A thôi. Ừ. Và đấy là cái kinh nghiệm của em trong quá trình mang thai cũng như là trong quá trình thai giáo con để trong bụng mẹ. Đấy, những cái điều tưởng chừng rất là nhỏ nhặt thôi nhưng mà em nghĩ rằng là nó sẽ giúp được các mẹ. Em nghĩ là nhiều mẹ mang thai lần đầu cũng giống như em thôi, cũng rất là nhiều được khúc mắc. Các mẹ nhớ nhá, con đái thì các mẹ cho con ăn luôn. Và đến một tầm 3 tháng, 3 tháng hoặc 4 tháng nhá, con đái 2 lần thì các mẹ cho con ăn. Đấy là cái kinh nghiệm của em, tại vì không biết khi nào là con đói con no cả. Nên là các mẹ đừng bao giờ đợi miệng con bú mồm mới cho con ăn. Đợi lúc đấy con đói quá rồi mới cho con ăn thì con đói nả mất các mẹ. Nên là nhớ nhá. Theo kinh nghiệm của em là như thế. Và chị đấy, thứ nhất là không bế con nhiều, thứ hai là con giật giật mình thì kệ con. Con khóc thì khóc to quá hoặc ốm đau bệnh tật thì mới bế con. Sau khi con khỏe rồi thì lại rèn con lại như bình thường, như cái thói quen ban đầu của mình. Thế. Và xin chào và hẹn gặp lại các mẹ những video tiếp theo của em nhé. Video tiếp theo của em thì có lẽ là em sẽ nấu các món ăn dặm kiểu Nhật. Và các mẹ nhớ xem video và bình luận những cái gì mà cảm nghĩ của mình ở bên dưới video nhé.